nhiều luôn. Và có những khóa em học thậm chí là phải là 50 triệu, 100 triệu luôn nữa. Nhưng mà những cái kiến thức mà em nhận được, em cảm thấy là không có quý giá và sâu sắc, và nó không để cho em áp dụng được nhiều như là thầy dạy. Cho nên em rất là cảm ơn thầy và cảm ơn Phương nữa đã dẫn dắt và đã đưa sản phẩm tốt và đã cho em tiếp cận với thầy. Rồi, mình bắt đầu được chưa mọi người? Bắt đầu chúng ta quay trở lại với kiến thức. Chiều hôm nay mọi người sẽ phải học một cái kiến thức nâng cao. Nó sẽ hơi buồn ngủ chút xíu, nhưng mà những bạn nào là lớp cũ chúng ta sẽ nắm bắt bài nhanh hơn. Tức là chúng ta sẽ học về chức năng da. Chức năng da. Phần này sẽ không có trình chiếu, cho nên mọi người không cần phải nhìn lên màn hình đâu. Rồi, trước khi chúng ta học về chức năng da thì tôi mời một bạn trình bày lại về cấu tạo của lớp nhờn bề mặt. Các bạn xung phong không?